Ốc Thanh Vân, Phùng Ngọc Huy, Mai Phương rất tử tế với nhau và không thù hận. Không chỉ lên tiếng bảo vệ Phùng Ngọc Huy, Ốc Thanh Vân cũng cho biết tình trạng sức khỏe hiện tại của diễn viên Mai Phương đã khả quan hơn. Những ngày qua, nữ diễn viên Mai Phương nhận được rất nhiều sự quan tâm từ bạn bè, nghệ sĩ, khán giả khắp nơi khi phải chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên, ngoài tình trạng sức khỏe của Mai Phương, thì người khiến công chúng quan tâm không kém chính là Phùng Ngọc Huy, bố của con gái Mai Phương. Hiện tại, khá nhiều khán giả liên tục chỉ trích, ném đá Phùng Ngọc Huy, cho rằng anh là người đàn ông phụ bạc và trốn tránh trách nhiệm làm bố. Trước quá nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng, mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, Ốc Thanh Vân, bạn thân của Mai Phương, đã lên tiếng bênh vực anh và có những chia sẻ chính thức về việc Phùng Ngọc Huy vẫn chưa thể về Việt Nam thăm Mai Phương. Về việc của Phùng Ngọc Huy, ngay lúc này Phương và Huy vẫn liên lạc. Huy cũng khổ sở suy sụp lắm. Câu chuyện trước đó chúng ta không bàn đến vì đó là việc riêng của họ. Nếu đúng là của nhau thì chắc Huy cũng không sang Mỹ và Phương cũng không phải khổ. Có những điều chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết thôi, nhưng họ vẫn tử tế với nhau chứ không thù hận. Khi biết Phương bệnh, Huy cũng rất đau lòng, sau đó khủng hoảng vì bị tẩy chay, ném đá, thậm chí bị nhóm người nào đó đến đập cửa nhà, xô hủy hết, trong khi giờ hát được thì cũng kiếm được tiền gửi về cho con gái. Người ta sẽ nói sao nào, giờ không kiếm, giờ phải kiếm. Thực sự là bạn ấy cũng vẫn quan tâm, nhưng vì không còn là một cặp nên sự quan tâm ấy cũng chỉ chừng mực. Bản thân Huy cũng chưa ổn định, không dư dả để lo cho con, nhưng cũng không tệ đến mức không biết đến con. Âu cũng coi như là một biến cố mà Huy phải trải qua. Giờ Phương thế nào thì Huy cũng vẫn còn trách nhiệm với con gái. Đó là điều một người đàn ông nên làm. Huy thấm thía và khổ sở lắm rồi, mong mọi người hiểu và cảm thông cho Huy. Về Phương Phương, thật sự Phương còn nặng lòng với Huy, mong Huy về lắm. Nhưng giấy tờ như thế, Huy chưa thể về được, Ốc Thanh Vân chia sẻ. Bên cạnh đó, người bạn thân Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại của diễn viên Mai Phương đã khả quan hơn. Mai Phương đang đáp ứng thuốc tốt, nhưng hiện nay em rất cần nghỉ ngơi. Xạ mỗi ngày, hôm nay xạ lần thứ tư, phải xạ 10 lần, rồi phải truyền máu, truyền thuốc liên tục nên mệt lắm. Hôm nay sức khỏe của Phương có khá hơn, tình trạng hô hấp và phổi có cải thiện, tình trạng thiếu máu cũng có giảm. Tuy nhiên, do bắt đầu có hiện tượng đáp ứng thuốc nên em hơi mệt. Do các chất phân giải của tế bào u giải phóng vào máu, bác sĩ đã cho uống thuốc hỗ trợ thải độc cho Phương để chất độc thải nhanh hơn qua nước tiểu. Mọi người thấy Phương tươi là cũng cố gắng đấy, bác sĩ dặn hạn chế vào thăm để có oxy cho bệnh nhân, Ốc Thanh Vân tâm sự. Những hình ảnh nhà Phương Trường Giang thân thiết bên gia đình hai bên ít ai biết. Trước khi về chung nhà, Trường Giang dường như có khá nhiều hình ảnh thân thiết bên gia đình bạn gái nhà Phương. Thông tin nhà Phương Trường Giang xác nhận đính hôn vào cuối tháng 8 tới đang lan tỏa niềm vui cho đông đảo khán giả. Chuyện tình của hai nghệ sĩ tài năng đáng chúc phúc hơn bao giờ hết. Khi Trường Giang nhà Phương cuối cùng cũng tiến đến hôn nhân, sau thời gian dài làm tốn giấy mực báo chí với nhiều sóng gió. Những thông tin cụ thể về hôn lễ, phía nhà Phương vẫn chưa muốn công bố cụ thể. Tuy nhiên, nữ diễn viên xinh đẹp này mong muốn nhận được sự yêu thương và lời chúc phúc của mọi người với ngày trọng đại trong đời. Đồng thời, nhà Phương cũng gửi lời cảm ơn với tình cảm và sự quan tâm của khán giả trong thời gian qua. Dù cả hai đã có thời gian dài yêu nhau và cả Trường Giang nhà Phương đều là những người nổi tiếng trong showbiz, nhưng họ đều rất kín tiếng trong chuyện tình yêu và gia đình. Phải ít ai biết được cặp đôi lại từng có khá nhiều những khoảnh khắc thân mật giữa hai gia đình với Trường Giang và nhà Phương vào các dịp lễ quan trọng. Cặp đôi có mặt tại Buôn Mê Thuột, quê của nhà Phương. Nhã Phương cùng Trường Giang về quê Nam Danh Hài ở Quảng Nam. Nhã Phương từng đến nhà Trường Giang chơi lúc cả hai mới dính tin đồn hẹn hò. Gia đình Nhã Phương cũng thường xuyên bị bắt gặp có mặt tại quán ăn của Nam Danh Hài. Nam Danh Hài Trường Giang trong chuyến du lịch Phú Quốc cùng bố mẹ Nhã Phương. Trường Giang dường như có khá nhiều hình ảnh thân thiết bên gia đình bạn gái Nhã Phương. Sau tất cả sóng gió, tối 20 tháng 8, Trường Giang chính thức chia sẻ trên trang fanpage, thừa nhận về kế hoạch tổ chức đám cưới với Nhã Phương sau thời gian im lặng. Đúng như Nhã Phương đã chia sẻ hôm nay, sau thời gian dài chuẩn bị trước sự đồng ý của gia đình, trong tháng 8 chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn, Trường Giang cho biết. Thông tin mới về bệnh tình của Mai Phương và tin vui có thể giúp cô kéo dài sự sống. Bà mẹ ba con Ốc Thanh Vân cập nhật thêm những thông tin về tình trạng bệnh cho Mai Phương, trong đó có tia hy vọng.
Những ngày qua, thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi đã nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả và giới nghệ sĩ. Không ít người xót xa cho bà mẹ đơn thân nghị lực khi một lần nữa phải chịu thêm đau khổ ở đời. Ốc Thanh Vân là người chị em thân thiết, đã sát cánh và giúp đỡ nữ diễn viên Tiến Dương Cầm trong đêm trong thời gian này. Cô còn sẵn sàng nhận nuôi bé La Vi, con gái của Mai Phương. Nữ MC cũng liên tục cập nhật tình hình sức khỏe của Mai Phương đến người hâm mộ. Mới đây, Ốc Thanh Vân còn cho biết một tia hy vọng về bệnh tình của Mai Phương. Cô cho biết, bệnh ung thư phổi của đàn em đang ở giai đoạn 4B, tức là rất nặng. Tuy nhiên Mai Phương thuộc nhóm người có đột biến gen, có thể thích ứng với một loại thuốc được đánh giá là tiên tiến nhất cho bệnh nhân ung thư phổi trong vài năm gần đây. Chỉ có một số người mới có đột biến gen này và may mắn là Phương nằm trong số đó. Tên gọi của thuốc này theo cách gọi của bác sĩ là thuốc nhắm đích, có nghĩa là khi truyền thuốc vào sẽ trúng chỗ mình cần trị. Khi người có đột biến gen tương thích với thuốc, thuốc sẽ phát huy tác dụng hạn chế được phát triển của tế bào, ác tính một cách nhẹ nhàng nhất cho bệnh nhân. Đây là một tin vui, nên Vân tin vẫn còn cơ hội để kéo dài quá trình điều trị và tất nhiên là kéo dài sự sống của Mai Phương. Nhiều người khi tương thích với thuốc có thể sống vài năm, thậm chí có người sống hơn 10 năm như một kỳ tích. Tuy nhiên trong y khoa thì mọi thứ không thể chắc chắn 100%. Trong lúc này vẫn có hy vọng phép màu đến nếu như Phương phước phần. Sự thật là ung thư phổi không thể hết hoàn toàn được. Có người đỡ trong 1-2 năm nhưng bệnh vẫn quay trở lại hoặc có tình trạng kháng thuốc. Theo Ốc biết thì đây chỉ là viên thuốc rất nhỏ nhưng có tác dụng rất tốt. Dù có những tác dụng phụ như nóng, nổi mụn, nhưng điều đó không quan trọng. Sức khỏe của Phương vẫn là quan trọng nhất. Mà có nổi mụn thì Mai Phương vẫn cũng rất xinh, Ốc Thanh Vân cho hay. Có rất nhiều người hâm mộ cho rằng đưa Mai Phương sang nước ngoài điều trị sẽ tốt hơn, nhưng Ốc Thanh Vân cho biết, ở thời điểm này sức khỏe của Mai Phương yếu nên không thể sang nước ngoài điều trị. Được biết, thuốc dành để điều trị cho cô cũng tương đương với thuốc đang sử dụng bên Mỹ. Bà mẹ ba con Ốc Thanh Vân cũng cập nhật thông tin rằng Mai Phương đi lại rất khó khăn, có lúc phải ngồi xe lăn, luôn phải truyền thuốc chống hủy xương để tránh gãy. Đồng thời Mai Phương phải xạ trị để triệt tiêu các điểm có dấu hiệu di căn trong xương. Trong vòng 2 tuần, cô phải xạ trị 10 lần. Ốc Thanh Vân cho biết Mai Phương rất hợp tác với bác sĩ trong quá trình điều trị. Về tinh thần của Mai Phương, Ốc Thanh Vân chia sẻ, thật sự bệnh của Phương rất nặng, nhưng Phương vẫn luôn rất lạc quan. Thỉnh thoảng nghe đến điều gì đó, Phương tủi thân và khóc, nhưng lát sau lại cười ngay. Phương không bị suy sụp tinh thần, thật sự nếu Phương suy sụp chắc mình cũng suy sụp theo. Trong thời điểm này, Phương không phải là người bệnh nằm liệt và không biết gì, Phương vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Khi đau quá thì Phương buộc phải dùng thuốc giảm đau. Ốc cũng thấy mừng khi người ta vào thăm, vẫn thấy em vui vẻ và đặc biệt em rất mạnh mẽ. Điều đó làm cho những người thân cận như mình hoặc là người thân, bạn bè và gia đình cảm thấy có niềm tin hơn. Quyên góp được hàng nghìn đô cho Mai Phương nhưng bị phát hiện là bạn gái Phùng Ngọc Huy, dân mạng ào vào chửi. Việc làm tốt của Đan Kim, người được cho là bạn gái của Phùng Ngọc Huy, bỗng dưng bị nhận đầy gạch đá của fan Mai Phương. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Đan Kim đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ cho Mai Phương ở hải ngoại. Được biết, cô và đồng nghiệp đã có dự định tổ chức một đêm nhạc để quyên góp, nhưng sau đó vì một số lý do đã chuyển thành hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt. Bản thân cô tự nguyện đóng góp 300 đô để giúp đỡ Mai Phương. Tổng số tiền quyên góp đến nay lên đến vài nghìn đô. Cô cũng nhắn nhủ, mong sự tận tình giúp đỡ của anh em nghệ sĩ và Mạnh Thường Quân, mọi người hãy gửi lời cầu chúc tốt đẹp nhất tới Mai Phương. Dòng trạng thái kêu gọi đóng góp giúp đỡ Mai Phương của Đan Kim. Tuy nhiên, ngay sau đó, cư dân mạng đã nhận ra mối quan hệ giữa Đan Kim và Phùng Ngọc Huy. Fan Mai Phương cho rằng Đan Kim chính là bạn gái hiện tại của tình cũ Mai Phương. Chính vì vậy, thay vì được đồng tình, Đan Kim bị cho là giả tạo, kẻ cướp chồng và nhận về không ít gạch đá từ dư luận. Hiện tại Đan Kim vẫn tiếp tục nhận quyên góp giúp đỡ cho Mai Phương. Cô cũng thẳng thắn nhắn nhủ tới những fan của Mai Phương đã có hành động chỉ trích cô, gửi đến mấy bạn fan của Mai Phương không hiểu rõ sự tình, đừng lôi người này người kia ra chửi. Thay vào đó hãy cầu nguyện cho Mai Phương. Những ngày qua, công chúng bàng hoàng xót xa trước thông tin nữ diễn viên Mai Phương đang mắc bệnh ung thư phổi và gặp nhiều khó khăn trong việc điều trị cũng như nuôi nấng con gái vừa tròn 5 tuổi. Đứng trước sự việc này, đã có không ít khán giả bức xúc nhắc lại chuyện cũ giữa cô và ca sĩ Phùng Ngọc Huy, cha đẻ của bé La Vi. Thậm chí không ít người đã vào Facebook của Phùng Ngọc Huy để chỉ trích chê bai. Tuy nhiên, ít người biết rằng Phùng Ngọc Huy cũng xuất thân trong gia đình khó khăn.
từng phải nỗ lực để kiếm sống và khi nghe Mai Phương lâm bệnh đã có nguồn tin cho rằng anh và gia đình đã liên hệ bày tỏ sự mong muốn nhận nuôi lại con gái. Đám cưới đẹp như mơ ở biển của gái hai con Lý Thanh Thảo và chồng Tây. Lễ cưới của diễn viên Mùa Ngò Gai Lý Thanh Thảo gây choáng ngợp vì đẹp mê mẩn với khung cảnh nên thơ cùng hàng ngàn bông hoa cẩm tú cầu. Sau hôn lễ tại Hà Lan quê chồng vào tháng trước, nữ diễn viên Mùa Ngò Gai Lý Thanh Thảo và chồng Tây tiếp tục tổ chức lễ cưới tại Việt Nam. Lễ cưới đã được diễn ra vào ngày 18 tháng 8 với sự góp mặt của gia đình hai bên cùng những người bạn thân thiết nhất. Đến ngày 21 tháng 8, Lý Thanh Thảo mới chính thức khoe loạt ảnh đẹp như mơ trong đám cưới lần này. Được biết, tiệc cưới của Lý Thanh Thảo và ông xã ngoại quốc được tổ chức tại biển Mũi Né, Phan Thiết. Buổi tiệc diễn ra tại khung cảnh nên thơ và còn được trang trí bằng 1.600 bông hoa cẩm tú cầu vô cùng lãng mạn. Đặc biệt, con chung con riêng của Lý Thanh Thảo xuất hiện cực đáng yêu trong đám cưới của bố mẹ. Lý Thanh Thảo và ông xã đã có 5 năm chung sống trước khi tổ chức đám cưới. Cặp đôi có con chung lai tay là bé Bơ, bên cạnh đó con trai riêng của nữ diễn viên cũng sống cùng cặp đôi. Bố của nữ diễn viên dắt tay con gái lên sân khấu, cô xúc động tâm sự. Ngày xưa mỗi lần coi phim nước ngoài có cảnh đám cưới, thấy cô dâu được khoác tay ba đi dưới sự hò reo của mọi người. Ba đến và đặt tay con gái mình vào chú rể là lòng lâng lâng, ước mơ đã thành sự thật, hạnh phúc không diễn tả được bằng lời. Con chung con riêng của cô thích thú trong đám cưới của bố mẹ. Những phù rể nhí đáng yêu. Ông xã Christian Rome của Lý Thanh Thảo hiện đang làm tổng giám đốc một công ty tại khu công nghiệp Tân Bình. Những khoảnh khắc ngọt liệm trong hôn lễ của bà mẹ hai con. Bé Bơ, con trai nhỏ của nữ diễn viên đáng yêu, chứng kiến hôn lễ của bố mẹ. Cậu bé được nhiều khán giả yêu thích khi đóng trong phim Vú Em Tập Sự. Đám cưới có cả nụ cười và nước mắt. Anh nói với cô, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm nhận được em là một cô gái hay cười, mạnh mẽ, yêu bản thân, tốt bụng và biết chia sẻ. Anh yêu và anh quyết tâm theo đuổi người phụ nữ này, làm vợ anh nhé. Còn Lý Thanh Thảo nói với chồng rằng, ngay sau khi em ly dị, em được tự do và em không bao giờ nghĩ em sẽ trao tự do của mình cho bất cứ người đàn ông nào khác. Từ khi gặp anh, yêu anh luôn ủng hộ em làm bất cứ gì em muốn, miễn em vui. Anh chắp cánh cho em bay cao, bay xa trên bầu trời cao rộng. Em vẫn được tự do khi ở bên cạnh anh, em yêu anh suốt quãng đời còn lại của mình. Mẹ chồng Lý Thanh Thảo ôm chặt con dâu và gọi cô là con gái.